Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chủ nhật trước đó, thì tôi có chia sẻ với anh chị em về vương quốc của Đức Chúa Trời và cách để chúng ta kinh nghiệm vương quốc đó. Nghĩa là cách để chúng ta có thể sống trong vương quốc đó, được hưởng lợi từ vương quốc đó. Anh chị em mình thấy phải không ạ? Đức Chúa Trời đã định ra một vương quốc, gọi là vương quốc thiên đàng. Và Ngài mời gọi tất cả chúng ta bước vào để hưởng vương quốc đó hiện nay và trong tương lai. Cái điều này đã được định hình sẵn ở trong tâm trí của Đức Chúa Trời từ ngàn đời trước, thậm chí từ trước khi sáng thế cả. Ngài đã định điều đó rồi anh chị em. Tức là Ngài đã sẽ tạo ra một vương quốc thiên đàng, vương quốc nơi con của Ngài là Jesus Christ làm vua và tất cả chúng ta là thần dân của vị vua công chính ấy. Anh em tưởng tượng cái viễn cảnh nó rất tuyệt vời ha. Và câu hỏi là tại sao Ngài làm điều đó? Ngài làm điều đó vì đây là kế hoạch sáng tạo của Ngài. Kế hoạch sáng tạo của Ngài. Giống như anh chị em vậy thôi Hỏi anh chị em là làm tại sao anh chị em xây nhà cho nó đẹp, đúng không ạ? Thì anh em trả lời đây là cái kế hoạch thiết kế của tôi. Đây là cái kế hoạch của cuộc đời tôi. Thì Đức Chúa Trời Ngài tạo ra vương quốc của Ngài với những tạo vật của Ngài là trong đó có chúng ta. Những tạo vật mới đó ở trong đó, phải không ạ? Thì trước khi Ngài làm điều này, thì Ngài mới chứng minh cho con người thấy rằng tất cả những nỗ lực, những vương quốc, những triều đại của con người đều sụp đổ hết, đều thất bại hết. Không có một vương quốc nào tồn tại vĩnh viễn, không có một triều đại nào là tốt đời đời. Anh chị em nghĩ đi, anh em đọc lại lịch sử của con người, anh em sẽ thấy người ta nghĩ ra lắm triết lý, lắm tư tưởng, lắm chủ nghĩa, hết chủ nghĩa này hạ xuống, dựng chủ nghĩa khác lên. Nhưng mà toàn bộ thế giới loài người đều sống trong sự hoảng loạn, đau buồn, chiến tranh và hận thù. Một vị vua thịnh vượng tốt nhất như là vua David đi chẳng hạn mà Kinh Thánh ca ngợi thì cuối cùng cũng thấy rằng ông đã sa ngã trong tội lỗi của mình. Đúng không ạ? Ngoại tình và giết người. Tôi rất là thích Kinh Thánh bởi vì Kinh Thánh rất là thẳng thắn và chân thật. Còn thật ra đó thì các lãnh tụ của thế giới này người ta toàn nói tốt không à, nhưng ông Thánh sống chẳng thấy phạm lỗi gì cả, phải không ạ? Nhưng thực tế Kinh Thánh cho biết rằng không có con người nào là hoàn hảo trên đất này hết. Tất cả đều có những khiếm khuyết, có điều là người ta muốn nói ra hay không thôi. Chính vì vua David là một vị vua được sức giàu, khôn ngoan, yêu mến Chúa, hết lòng tận tụy với Chúa, nhưng mà cũng làm những điều bất chính. Thì điều đó chứng minh rằng không có một cái triều đại hay một cái vương quốc nào trên đất này mà tốt cả. Và bởi cớ đó Đức Chúa Trời mới dựng lên một vương quốc của Ngài. Và Chúa Giê-xu chính là vị vua trong vương quốc đó đến đời đời. Chúa Giê-xu sẽ là thầy tế lễ, Chúa Giê-xu cũng là một tiên tri, Chúa Giê-xu cũng là một vị vua. Và chính Chúa Giê-xu mới là đấng đáp ứng tất cả mọi điều kiện mà Đức Chúa Trời cần có cho một vị lãnh tụ của vương quốc đời đời. Và ngày nay Chúa mời gọi tất cả chúng ta trở thành công dân của vương quốc đó. Anh em có muốn trở thành công dân của thiên đàng không? Cái đây là một đặc ơn rồi nha. Đặc ơn. Để trở thành lấy quốc tịch Mỹ là người ta tốn nhiều tiền lắm. Và thậm chí không được. Không ạ? Đủ các loại điều kiện hết. Đặt ra mới có được thẻ xanh rồi. Bao nhiêu tiền của nữa mới trở thành công dân của Mỹ. Không, cuối cùng thì khủng bố chỗ này, xả súng chỗ kia, giờ bất an muốn dội ngược lại Việt Nam, phải không ạ? Sự thật nó như thế. Cho nên đừng có mơ một cái gì đó trên đất này mà hoàn hảo không có đâu. Tôi nói anh chị em, cái ước mơ mà cần đó là trở nên công dân của thiên đàng. Đó mới là ước mơ chân thật. Tôi nói với anh chị em, điều đó là điều mà tôi và bạn chị em ngày hôm nay đang sống cho, hy vọng cho và chờ đợi cho. Có đúng không ạ? Chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Ngày đó sẽ chắc chắn như mặt trời sẽ mọc mỗi buổi sớm mai. Đúng không? Chắc chắn. Ai nói gì đó thì nói. Nhưng Kinh Thánh nói nó sẽ chắc chắn như mặt trời mọc buổi sớm mai. Màn đêm buông xuống, chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Nhưng không có nghĩa là nó không có. Nó sẽ mọc lên vào sớm mai. Khi Chúa Giê-xu quay lại trái đất này, vào một ngày mà cha ấn định, thì anh chị em vương quốc thiên đàng bắt đầu hiện ra. Tôi muốn khích lệ anh chị em câu Kinh Thánh trong Khải Huyền chương 20. Để anh em thấy rằng cái điều đó có chép trong Kinh Thánh. Chứ không phải là mình ở đây rồi mình nói chuyện hoang tưởng với nhau. Không phải đâu. Kinh Thánh nói là chắc chắn có. Chương 20 nói như thế này. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn.
Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiên nó lại đến 1000 năm. 1000 năm. Tức là ngay trước khi Chúa Giêsu đến đó, đúng không ạ? Thì Chúa Trời Cha đã có một kế hoạch để hoạch định bình an 1000 năm cho trái đất này. Nơi đó Chúa Giêsu làm vua. Và sao ạ? Satan bị xiềng lại. Ôi, cái thế giới mà không có Satan thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu anh chị em. Mỗi buổi chủ nhật đến đây là chỉ có ca hát ngợi khen Chúa, chứ cần gì đủ quỷ nó có đâu đuổi. Có đâu mà đuổi. Chủ nhật đến là chỉ ca hát ngợi khen Chúa, đọc lời Chúa, tung hô ôm, yêu thương nhau, bệnh tật không, ma quỷ không. Anh em thấy thế giới đó sướng không? Tuyệt vời. Mà tương lai tôi và bạn chị em sẽ được kinh nghiệm thế giới đó. Tôi đọc cho anh em nghe câu số 4 không ạ? Tôi lại thấy những ngai, những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ ấy chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì vị Đấng Christ trong 1000 năm. Tôi và bạn chị em sẽ được sống lại và trị vì cùng với Chúa Giêsu 1000 năm. Sau 1000 năm là trời mới, đất mới. Tuyệt vời. Đau thương không còn nữa, nghèo đói không còn nữa, hận thù chiến tranh không còn nữa, bệnh tật không còn nữa, tìm một con quỷ đỏ mắt cũng không ra. Sướng quá. Phải không chứ? Đây là niềm hy vọng của tôi và của ông bà anh chị em. Tôi thú thật với ông bà anh chị em á, tôi sống để chờ đợi cái ngày này. Tôi phục vụ Chúa cũng để chờ đợi cái ngày này. Tôi làm tất cả mọi điều cho vương quốc Đức Chúa Trời cũng chờ đợi cái ngày này. Vì thế giới này là bỏ rồi, nó là cái hố rác bỏ, không quan tâm. Đừng quan tâm đến những gì hư hỏng rồi. Chúng ta hãy chờ đợi cái hoàn hảo. Và câu hỏi là, để trở thành một công dân của thiên đàng, chúng ta phải làm sao? Những nguyên tắc nào nó hoạt động trong vương quốc thiên đàng ngay hiện nay? Đó là câu hỏi chúng ta cùng thảo luận bây giờ. Dĩ nhiên, anh em cứ suy nghĩ theo đúng logic đi. Một người muốn trở thành công dân của một quốc gia thì phải được cái chủ quyền của quốc gia đó công nhận, có đúng không? Phải công nhận chứ. Tôi ghi trong thẻ của anh, trong sổ của anh rằng anh là công dân Việt Nam, anh là công dân Campuchia, anh là công dân Lào, đúng không? Anh là công dân Miến Điện, Thái Lan. Phải ghi vô thì anh mới được quyền, mọi quyền công dân trong cái đất nước đó. Thì cũng một lẽ đó thôi anh chị. Chúng ta muốn trở thành công dân thiên đàng thì phải được Chúa phê chuẩn. Phải được chứ. Chúng ta không thể nào đứng vỗ ngực nói tôi là công dân Hoa Kỳ nha. Anh không thể vỗ ngực thế, anh đi ra biên giới đuổi anh về. Nói anh không, anh là ngộ nhận đó, ảo tưởng. Và ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ lại. Mình không thể tự mình nói tôi ôi được cứu rồi. Chúng ta không thể tự nói thế được. Chúng ta không thể tự nói tôi là công dân thiên đàng. Chúng ta không thể tự vỗ ngực nói tôi là con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha của tôi. Mình không thể nói thế được. Quan trọng là Chúa nói gì về mình. Không phải không ạ? Cái logic bình thường là quan trọng là Chúa nói gì về tôi và bạn chị em. Chúa phải nói rằng tôi và bạn chị em là con của Ngài. Chúa phải nói rằng tôi và bạn chị em là công dân của vương quốc Ngài. Chúa phải nói rằng con ơi, con đã hội đủ điều kiện để trở thành công dân của vương quốc ta. Mình phải hội đủ điều kiện chứ. Đâu phải muốn gì là muốn đó đâu. Cho nên Kinh Thánh mới có câu như này anh chị em. Chẳng phải ai nói cùng ta rằng lạy Chúa là được vào thiên đàng đâu. Nhưng mà chỉ những người nào làm theo ý cha ta trên trời. Tôi muốn anh chị em hãy chú ý câu này. Vì đôi khi anh chị em, mình nghĩ mình là công dân Hoa Kỳ nhưng sang biên giới nó cứ đuổi về miết. Nó cũng nghiệt lắm. Đúng không? Đôi khi mình cũng vỗ ngực nói tôi là công dân thiên đàng. Nhưng mà khi Chúa Giêsu tái lâm thì Ngài nói phường gian ác kia lui ra khỏi ta chả biết ngươi. Cũng hơi căng. Đúng không? Rất căng. Đây là một câu hỏi nghiêm túc cho đời sống của tôi và bạn cho em. Hết sức nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên, sống ở đời này, đôi khi chúng ta tìm kiếm những cái ngắn hạn. Chúng ta tìm kiếm những lợi ích ngắn hạn. Chúng ta tìm kiếm những cái thoải mái, những cái của cải, những cái sức khỏe, những cái điều gì đó ngắn hạn. Mà chúng ta quên đi cái dài hạn. Đó là cái sai lầm. Tôi nói với anh chị em, để anh chị em có được niềm vui ngày hôm nay. Một người dù nghèo rất mồng tơi,
vẫn là công dân sáng giá của thiên đàng. Hãy hy vọng về điều đó. Tôi nói thật đó, không phải nói đùa đâu. Một người dù có đang mắc bệnh trong thân thể cũng là có thể là bạn thân của Đức Chúa Trời. Chả sao cả. Tất cả những cái gì trên đời này, ngắn hạn này, trong con mắt Đức Chúa Trời là đồ bỏ đi. Ngài chỉ quan tâm đến tình trạng tâm linh của chúng ta. Ngài quan tâm đến tình trạng tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thực sự đáp ứng những điều kiện của vương quốc Ngài hay không? Ngài quan tâm chúng ta có trở thành con cái của Ngài hay không? Và Ngài nói rằng hãy những ai yêu mến Ngài thì giữ điều răn của Ngài. Và Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Cha, Con và Thánh Linh sẽ dọn đến ở trong lòng người đó. Để ấn chứng cho người đó. Để đóng dấu lên người đó rằng người đó thuộc về vương quốc thiên đàng. Anh chị em biết á, một trong những dấu hiệu để biết mình là công dân vương quốc thiên đàng, đó là mình được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. Mình được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh. Mình được tái sanh. Mình được tái sanh. Và trong vương quốc thiên đàng, nó có những cách thức để biết một người là công dân vương quốc đó. Và dân chương 1 câu 12 chép như thế này anh chị em. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là người không phải sanh bởi khí huyết, không phải bởi tình dục, không phải bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Và ngay cái chỗ ban cho quyền phép đó đó, tôi gọi đó là sự sức dầu để được làm con. Mỗi một chúng ta trong vương quốc đều phải được Chúa sức dầu để được làm con. Đôi khi mình nghĩ sự sức dầu chỉ là để phục vụ, không ạ? Mình nghĩ như vậy vậy. Sự sức dầu để làm tiên tri, sự sức dầu để làm mục sư, sự sức dầu để này nọ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng, một người muốn trở thành công dân của thiên đàng, người đó phải được sức dầu. Đó là sự sức dầu đầu tiên. Sự sức dầu để làm con. Và điều kiện để nhận được sự sức dầu này là thật lòng đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời, để sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải những ai chỉ nói lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa. Đó là cái đầu tiên. Trong vương quốc thiên đàng có sự sức dầu anh chị em. Và sự sức dầu là nguyên tắc xuyên suốt. Sự sức dầu là một nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ xuyên suốt Kinh Thánh. Ngài lấy cựu ước để làm hình bóng để chúng ta hiểu những việc làm thực tế trong tân ước. Sự sức dầu thực sự đã có ở trong tân ước rồi. Anh chị em thấy không ạ? Anh em thấy trong cựu ước không? Chúa muốn lập ai làm chức vụ gì? Chúa muốn tuyển chọn ai? Chúa muốn công nhận ai? Thì Ngài sai phái đầy tớ của Ngài sức dầu cho người đó để được công nhận. Anh chị em có thể đọc nó ở trong Xuất Ai Cập Ký chương 29 câu 21, anh chị em sẽ thấy ha. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và sức dầu mà rảy trên mình và quần áo Aaron, cùng trên mình và quần áo con trai người. Như vậy Aaron cùng quần áo mình và con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Anh chị em thấy chưa? Aaron muốn làm thầy tế lễ phải được sức dầu. Con trai của Aaron muốn làm thầy tế lễ phải được sức dầu. Quần áo họ, tất cả vật dụng họ phải được sức dầu và biệt riêng. Đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay khi ông bà anh chị em mình ngồi đây và muốn trở thành công dân của vương quốc thiên đàng, gọi Đức Chúa Trời là cha, gọi Giê-xu là Chúa, phải không ạ? Chúng ta nhất định phải được Đức Chúa Trời sức dầu. Đó là sự sức dầu làm con. Mà trong dân nhất có nói đó, về phần các con, nếu sự sức dầu từ nơi đấng thánh còn ở trên các con thì không cần ai dạy bảo cho. Sự sức dầu ấy dạy các con biết mọi sự. Biết mọi sự. Anh em thấy không? Sự sức dầu đó cực kỳ là quan trọng anh chị em. Rất là quan trọng. Ví dụ như Sao-lơ đi, là vị vua đầu tiên Chúa chọn để làm vua. Nhưng mà trước khi ông lên ngôi vua, ông cũng phải được sức dầu. Đó là nguyên tắc anh chị em thấy ha. Và ngày trước khi Sao-lơ đến, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho Sa-mu-ên rằng ngày mai tại giờ này đây, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi. Ngươi sẽ sức dầu cho người làm vua Israel ta. Đó, trong Sa-mu-ên nhất chương 9 câu 15. Như vậy mình kết luận sao anh chị em? Sự sức dầu là sắc phong của vua thiên đàng. Sắc phong. Ngài phong chức cho. Anh em tưởng làm con Đức Chúa Trời không phải là một chức à? Anh em có tin nó là một chức vụ không? Làm con Chúa là một chức. Anh em tưởng đây, một người bình thường tự nhiên được mời vô cung vua và phong làm công chúa với hoàng tử. Cái đó có phải chức vụ không?
rất vinh dự. Tôi vòng và anh chị em ở thế gian này không là ai cả, chả là gì cả. Nhưng đùng một cái một ngày đẹp trời, Chúa gõ cửa lòng chúng ta. Và Chúa nói con, hãy đến. Ta phong con làm hoàng tử và công chúa cho vương quốc của ta. Sướng không chứ? Thực tế nó là như thế. Nhưng đôi khi mình do cái sự không để ý hoặc do sự thiếu hiểu biết, mình coi thường sự cứu rỗi của mình. Mình xem nó nhẹ còn hơn mấy cái thứ ở đời này. Thậm chí có một số người còn quên không biết mình được cứu chưa nữa. Cứ đi nhà thờ thôi, không biết được cứu chưa. Quên luôn. Tôi muốn cậy ơn của Chúa buổi sáng hôm nay để nói với ông bạn chị em rằng sự cứu rỗi mà anh chị em có là sắc phong của thiên đàng, là ơn gọi từ trời, là đặc ơn đời đời mà không dễ gì người nào có được. Tôi và ông bạn chị em được Đức Chúa Trời gọi là những người được lựa chọn từ trước khi sáng thế để trở làm con trai, con gái của Ngài. Anh chị em ơi, tôi nói điều đó để làm gì vậy? Để khích lệ anh chị em trân quý cái chức vụ này, để khích lệ anh chị em chú ý đến chức vụ này. Mà làm gì? Chỉnh sửa đời sống mình cho phù hợp với ơn gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào vỗ ngực nói mình là hoàng tử thiên đàng mà sống như gã ăn mày được. Hay là chúng ta không thể vỗ ngực nói tôi là con Đức Chúa Trời mà sống như một đứa ăn cướp ngoài đường được. Đúng không anh em? Cho nên khi mình ý thức mình là ai thì tự nhiên mình sẽ điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp. Ăn nói cho phù hợp, suy nghĩ cho phù hợp, cư xử cho phù hợp. Và khi cái sự đó nó được hình thành, anh chị em à, mình mới thực thụ là công dân của vương quốc. Đó là sự sắc phong đầu tiên. Tuy nhiên, khi mình bước qua được cái chuẩn sắc phong làm con rồi đó, thì Đức Chúa Trời bắt đầu có một cái chuẩn khác. Tôi gọi là cái chuẩn là sắc phong để làm chức vụ. Nhiều người ngày hôm nay hiểu đơn giản, cho nên là cứ đòi là sức giàu để phục vụ Chúa. Mà trong khi sự sức giàu làm con chưa xong, nó phải có thứ tự chứ. Làm con trước đã, làm con trai con gái trước đã, cho chuẩn mực đã, rồi sau đó mới làm quan chứ, đúng không ạ? Sự sức giàu làm chức vụ thực sự trong vương quốc thiên đàng là làm quan làm tướng đấy anh chị em. Làm quan làm tướng đấy, làm tướng thuộc linh, làm quan thuộc linh, chứ không phải quan đời này, đừng hiểu nhầm nhé. Quan đời này không cần, ai cho cũng không cần. Giống như ông Billy Graham vậy đó. Người ta ngày xưa khi ông còn sống đó, người ta đề bạt ông là ông ơi, ông hãy ra tranh cử làm tổng thống đi. Ông giảng cho hàng trăm triệu người trên trái đất này. Ông nổi tiếng tại nước Mỹ. Ông mà ra ông ứng cử là ông đậu tổng thống liền. Anh em biết ông Billy Graham ông nói sao? Anh nói kỳ quá. Tại sao anh hạ thấp vị trí của tôi? Tôi là một đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, một người được sức dâu của Chúa mà bây giờ hạ tôi xuống làm tổng thống à? Không cần. Anh em thấy không ạ? Mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Khi chúng ta có sự sắc phong của thiên đàng, chúng ta có địa vị cao hơn tất cả mọi người trên đất này. Tất cả luôn. Cho nên tôi đọc cho anh chị em nghe một cái câu ở trong Ephesos chương 4, câu 11 đến 16 ha. Để chúng ta nói một chút về điều này. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc và chức dịch sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Em thấy không ạ? Tôi gọi đây là sự sắc phong của vua thiên đàng cho những người. Và tôi rất thích cái bản dịch phổ thông nó chép như thế này: Ngài lập người này làm sứ đồ, Ngài lập người kia làm nhà tiên tri, người khác làm người giảng tin lành, người khác nữa lo chăm sóc và dạy dỗ dân Chúa. Câu hỏi mà chúng ta thảo luận hôm nay là Ngài lập người này người khác làm chức vụ này bằng cách nào? Ngài lập bằng cách nào? Đây là chúng ta cần hiểu biết, phải không ạ? Chúng ta hãy nhấn mạnh cái chữ Ngài lập nha. Còn con người lập thì mình không quan tâm, đúng không ạ? Con người có thể lập, tổ chức hội đồng có thể lập, rồi chúng ta nhóm lại xong rồi chúng ta mới đưa một người lên, ông này bây giờ là mục sư đây, cấp cho cái bằng mục sư, ông này làm tiên tri cấp cho cái bằng tiên tri. Mà thật ra thì Chúa nói không, ta không lập. Thế là cần rồi đấy, đúng không? Tất cả mọi cái sắc phong ở trong thiên đàng phải được vua thiên đàng ký, phải được vua thiên đàng ký, đúng không? Anh em nghĩ đi, trong một công ty thôi chứ đừng có nói chuyện một quốc gia. Anh chị em được đề bạt lên chức trưởng phòng mà ông giám đốc chưa ký,
Thì anh chị em có dám vỗ ngực nói bây giờ tôi làm trưởng phòng không? Chắc chắn là không. Chừng nào giám đốc phải ký đây chứ. Cho nên ngày hôm nay, đôi khi nếu chúng ta không hiểu sự này, chúng ta có thể vỗ ngực nói mình là sứ đồ, là tiên tri, là giáo sư, là thầy giảng, vân vân và vân vân. Nhưng chữ ký của Chúa Giê-xu đâu? Chưa có. Thế là chúng ta mạo nhận và quyền phép không có. Quay trở lại câu hỏi, Ngài lập như thế nào? Anh chị em à, Ngài lập bằng sự sức dầu. Ngài lập người này làm sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng. Ngài lập bằng sự sức dầu. Ngài sức dầu cho người nào thì người đó nhận sắc phong của vua thiên đàng. Đó là điều. Cho nên trong cựu ước cũng vậy, mà bây giờ sang trong tân ước cũng không khác một gì cả. Anh chị em ơi, tôi gọi đó là sự sức dầu. Đúng không? Và ngoài những chức vụ mà Ephesos chương 4 đề cập, nó nhiều chức vụ khác nữa. Ví dụ như trong Roma chương 12 có chép, vì chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai ban cho ơn tiên tri hãy nói tiên tri, ai ban cho ơn làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, vân vân và vân vân. Cái sự mà ban ơn đó, đó trong Kinh Thánh có thể hiểu đó là sự sức dầu. Anh chị em, sự sức dầu là gì? Sự sức dầu là sự lựa chọn độc quyền của Chúa. Độc quyền của Chúa. Không ai có thể dùng bất cứ hình thức gì để ép Chúa cả, hay là khủng bố Chúa để sức dầu cho mình. Anh em không thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã kiêng ăn đủ 30 ngày rồi, 40 rồi, bây giờ nhất định Chúa phải sức dầu cho con nha. Không có chuyện đó đâu. Hay là anh em không thể nói rằng: Chúa ơi, con đã dâng 100 tỷ để xây dựng nhà thờ cho Chúa rồi, nhất định Ngài phải sức dầu cho con nha. Không có chuyện đó đâu. Đừng có ép Chúa. Tôi nói với anh chị em, sự sức dầu là độc quyền của Chúa. Ngài là vua thiên đàng. Ngài cất nhắc ai? Ngài chọn lựa ai? Đó là độc quyền của Ngài. Chúng ta không có can thiệp vô được. Không can thiệp vô được. Anh chị em ha. Đó. Ví dụ như trong Giăng chương 15 câu 16 chép như thế này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Anh chị em chú ý câu này ha. Không phải mình chọn Chúa, không phải mình chọn để lập, tự lập lên, nhưng mà gì ạ? Chúa chọn và lập chúng ta. Đó là độc quyền của Ngài. Đó là độc quyền của Chúa. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng, tuy nhiên cái sự sức dầu là lựa chọn độc quyền của Chúa, nhưng cũng có một vài nguyên tắc lựa chọn của Ngài mà chúng ta có thể học qua Kinh Thánh, thông qua lời của Ngài, để biết cái cách thức mà Chúa chọn. Tại sao trong dân Israel Chúa lại chọn David để sức dầu ông làm vua? Phải không ạ? Tại sao trong cả dân Israel Chúa chọn Eli làm tiên tri, Chúa chọn Elise làm tiên tri, Chúa chọn Jonah làm tiên tri? Tại sao? Và khi chúng ta nghiên cứu những cuộc đời đó, chúng ta sẽ thấy ra một vài cái nguyên tắc. Tôi muốn nói cho anh chị em những nguyên tắc này ha. Đơn giản thôi. Đầu tiên anh chị em à, đầu tiên nha, ghi nhớ nha. Trước tiên á, tôi thấy á, Chúa chọn những người có lòng thánh sạch. Những người có tấm lòng thánh sạch là Chúa chọn đầu tiên. Tôi không biết anh chị em làm gì, nhưng mà cái động cơ bên trong phải thánh sạch. Bề ngoài Chúa không có quan tâm đâu. Chúng ta nhìn chúng ta đạo mạo, cao ráo, to cao, trắng trẻo, đẹp trai, phải không ạ? Wow, tóc vàng, mắt xanh, không quan trọng. Chúa nhìn thấu rõ tấm lòng của chúng ta. Trong Timothê 2, chương 2, câu 20 chép thế này: trong một nhà lớn không những có bình bằng vàng, bằng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng cho việc sang, thứ thì dùng cho việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi mọi điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng làm mọi việc lành. Quá rõ ràng. Chúa ví tất cả chúng ta như những chiếc bình ở trong nhà Chúa. Bây giờ anh em vô cái bếp anh em sẽ thấy à, cái bếp anh em á, cái mấy cái chai lọ cũ rích thì anh em đựng cái gì? Đựng nước rửa chén, đúng không? Nhưng những cái bình sang trọng bằng pha lê mới mua mấy chục triệu ở ngoài kia về thì anh em đựng gì? Các anh em đựng kim cương, phải không ạ? Hay là đựng hoa rồi cho nó đẹp, trưng lên chỗ đẹp. Thì Đức Chúa Trời chúng ta cũng giống vậy thôi. Ngài nhìn vào tất cả chúng ta ngồi đây, và bằng con mắt tinh tường của Ngài, Ngài nhìn thấu rõ tấm lòng chúng ta.
Ngài nhìn thấu rõ động cơ chúng ta. Ngài nhìn thấu rõ tất cả những gì chúng ta nghĩ, chúng ta suy, chúng ta làm một cách kín đáo mà không ai biết. Chúa thấy hết. Và Chúa xét duyệt. À, chiếc bình này hôm nay ta định nó bằng bạc đấy. Rồi, chiếc bình kia ta định nó bằng vàng. Chiếc bình kia ta định nó là kim cương. Còn chiếc kia ta định nó bằng gỗ. Rồi, xong. À, đó là cách mà chúng ta. Cho nên khi mà mình giữ lòng thánh sạch, mình muốn trở nên giống Chúa. Cái bổn phận làm con của mình đạt đến cái mức độ mà Chúa chấp nhận là Chúa bắt đầu suy xét. Điều thứ hai anh chị em, thứ hai mà Chúa thích chọn, đó là Chúa thích chọn những người trung tín. Trung tín. Tại sao anh chị em không nói là tài năng? Sao Chúa không sức giàu cho người có tài nhỉ? Không. Tôi thấy nguyên tắc của Đức Chúa Trời không bao giờ đưa tài năng lên trên phẩm hạnh của người đó. Chúa thích chọn những người trung tín. Giống như sứ đồ Phao-lô đó, ông nói ông là người gian ác, giết người trong hội thánh, phá hội thánh. Nhưng mà ông viết trong thư ông gửi cho Timôthê là: ta cảm tạ Đức Chúa Trời ta vì Ngài xét ta là trung thành. Trung thành nên Ngài đã lập ta làm người giảng đạo cho Ngài, làm chức sứ đồ. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 2 thì ông nói: vả lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị phải là trung thành, trung tín. Anh em thử nghĩ đi. Nếu anh chị em là cương vị của một giám đốc một công ty, anh em sẽ thích dùng người có tài hay là thích dùng người trung tín? Ví dụ như cho hai nhân viên làm cùng một việc, cái người kia thì tài năng lắm, nhưng mà khi anh em giao việc cho cái anh bạn mà tài năng đó, rồi sau 3 ngày anh em gọi lại thì người tài năng nói: ô sếp ơi, ôi em quên mất tiêu, em đi du lịch rồi chưa về. Thế thì anh em có thất vọng không? Quá thất vọng luôn. Trời, mình tin cậy nó, mình giao việc cho nó, để nó làm, nó bảo nó đi du lịch, thôi xong. Còn cái người kia có thể kém tài năng hơn, mà sau khi anh em giao việc gì, anh em giao việc gì thì người đó sao ạ? Trung tín làm từ đầu đến cuối, hoàn thành. Mặc dù có thể kéo dài hơn, công việc chất lượng kém hơn một chút, nhưng mà anh em thấy yên tâm. Trong công việc của Chúa cũng vậy anh chị em. Đức Chúa Trời xét mỗi một chúng ta, xem thử rằng khi trong hội thánh hay chẳng hạn, Chúa cảm động anh chị em làm một việc gì đó chẳng hạn, phải không ạ? Và anh em nhận nhiệm vụ đó thì Đức Chúa Trời xem thử. Ngài phải thử thách chúng ta chứ. Xin mời anh tắt cái điện thoại vô nè. Đức Chúa Trời sẽ thử cái lòng chúng ta chứ, đúng không ạ? Và Ngài thử bằng cách gì? Ngài giao cho chúng ta một số những công việc và Ngài bắt đầu quan sát, quan sát xem thử chúng ta có hoàn thành nó đến cuối cùng hay không. Ngài có thể thảy vào đó một số khó khăn, một số thử thách, xem thử chúng ta có bỏ cuộc hay không. Xem thử chúng ta đối, cái tấm lòng chúng ta đối với cái việc mà chúng ta nhận trước mặt Ngài như thế nào. Cho nên anh chị em hiểu sự trung tín phải không ạ? Người trung tín là người có trách nhiệm, có trách nhiệm. Chú không thể sức dầu cho một người để lập hội thánh của Ngài, rồi người đã nói là: tốt quá Chúa ơi, con thích sự sức dầu lập hội thánh. Ô rồi khi Ngài sức dầu lập hội thánh đông rồi, xong rồi đến khoảng 5 người đã nói: thôi Chúa, giờ con thích nghỉ ngơi đi du lịch rồi, cho con quản lý trị hội thánh nhức đầu lắm, mệt quá, thôi bỏ dẹp giải tán. Anh em thử Chúa sức dầu người đó không? Không bao giờ. Tôi nói với anh chị em, sự trung tín là một đức tính cần có để người đó được Chúa lựa chọn sức dầu, dù việc nhỏ hay việc lớn. Nhất là trong công việc hầu việc Chúa này, chúng ta đối diện với những thế lực chủ quyền, ma quỷ, với những sự tấn công tứ bề, tứ phương, và nó khiến cho chúng ta rất dễ dàng bỏ cuộc, thôi lùi, phải không ạ? Nó luôn luôn nói trong tay chúng ta: bỏ đi, chỉ cần mày không hầu việc Đức Chúa Trời thôi là cuộc đời mày sẽ như hoàng tử vậy đó, có mọi thứ, sướng lắm. Đấy. Và nó cám dỗ chúng ta để ra khỏi điều mà Chúa giao phó, ra khỏi điều mà Chúa đã ủy nhiệm cho chúng ta làm. Khi chúng ta đầu hàng sự cám dỗ đó, anh chị em à, chúng ta đánh mất cơ hội được sức dầu. Cho nên tôi khích lại ông bà anh chị em, hãy rèn luyện cái đức trung tín của mình. Thứ ba, Ngài hay chọn những người vâng lời. Vâng lời. À, nếu ngươi sẵn lòng vâng lời
sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đức tính vâng lời, nó cũng là một đức tính mà Chúa lựa chọn. Anh chị em thấy không? Và cuối cùng, Chúa lựa chọn cái người được Chúa thương xót. Cái này nó rất đặc biệt. Trong Roma chương 9 câu 15 chép này, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Cái mục thứ tư này tôi muốn giải thích như thế này nè. Nhiều khi mình được sức dầu, nhưng mình không hiểu tại sao mình được sức dầu. Anh em hiểu ý không ạ? Cái đó về thiên đàng hỏi, bây giờ không biết. Không biết. Nhiều khi ngồi gạch đầu dòng thấy mình không được một cái gì cả, nhưng mà sao Chúa vẫn sức dầu? Thì cái này thì thuộc về phạm trù là được thương xót. Chúng ta không thể nào hiểu hết Đức Chúa Trời chúng ta được. Nếu chúng ta hiểu hết Đức Chúa Trời chúng ta thì chúng ta thành Đức Chúa Trời mất tiêu rồi. Đúng không? Cho nên có những cái chúng ta cứ chấp nhận đi. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài sức dầu con để làm công việc. Đấy anh chị em. Và trong hội thánh á, ngày hôm nay như nãy tôi nói, Chúa đang muốn dấy lên nhiều con người được sức dầu. Chúng ta hầu việc Chúa chỉ kết quả thực sự khi mình hầu việc trong sự sức dầu. Chính sự sức dầu của Chúa khiến cho những bông trái của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Những kết quả của chúng ta được Đức Chúa Trời ghi vào sổ của Ngài. Anh chị em ơi, chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống, chứ không phải chúng ta đi theo một tôn giáo hay chúng ta đang làm một vài hoạt động tôn giáo. Không có. Chúng ta đang lắng nghe một đấng sống và làm theo ý chỉ của Ngài bằng sức của Ngài. Và dấu hiệu mà một người được sức dầu, nó thể hiện rằng người đó làm việc có năng lực của Đức Chúa Trời, chứ không phải năng lực con người. Người đã giảng bằng năng lực của Đức Chúa Trời, người đã cầu nguyện bằng năng lực của Đức Chúa Trời, người đã hoạch định kế hoạch bằng năng lực của Đức Chúa Trời. Và sự sức dầu đó nó khiến cho kết quả của họ nảy nở ra, cứ phát triển ra. Cho nên anh chị em à, hãy ước ao mình là người được sức dầu. Vì người nào được sức dầu thì làm công việc của Đức Chúa Trời rất kết quả. Rất kết quả. Anh em làm gì, nói gì cũng có kết quả. Nó lạ lắm. Cái đây là cái điều mà không giải thích được. Anh em nhìn vào cuộc đời của vua David và cuộc đời của vua Saul, anh chị em sẽ thấy. Vua David là người được sức dầu sau vua Saul. Nhưng mà ông ngày càng thịnh vượng lên. Còn Saul cũng là người được sức dầu, nhưng khi ông đánh mất sự sức dầu thì sao anh chị em? Ông nỗ lực các kiểu nỗ lực, nhưng mà ngày càng đi xuống. Ngày càng đi xuống. Còn David xuất thân thì thân cô thế cô, nhưng mà ngày càng đi lên. Tôi nhớ cái câu chuyện David lúc khởi sự ở trong hang đá Adulam đó. Anh em nhớ không? 400 người theo David. Có 400 người thôi. Và Kinh Thánh còn nói rõ 400 người ấy là ai? Là những người tổn thương, cay đắng, nợ nần, nghèo đói, những người đầu trộm đuôi cướp, những người nói chung là chả còn gì cả đi theo David. Anh em tưởng tượng khi anh em khởi sự một công việc mà toàn kẻ mắc nợ với đòi thuê đi theo, tôi càng nhức đầu. Nhức đầu suốt ngày. David ơi, bảo lính ông trả nợ cho tôi, thế thời càng rồi còn đâu mà tâm trí để mà đánh trận. Anh em nghĩ đi, phải không ạ? Nghĩ đi xem đấy. Anh em đọc đây sẽ thấy. Nhưng mà cái điều gì khiến cho David ngày càng đi lên? Chính là sự sức dầu. Cho nên anh chị em có thể khởi sự một công việc của Đức Chúa Trời, khởi sự một cái chức vụ nào đó trong Đức Chúa Trời. Đừng quan trọng là nó khởi đầu nhỏ hay lớn, mà quan trọng anh em có được sức dầu hay không. Amen. Nếu anh em được sức dầu thì tôi nói anh em rằng kết quả là chắc chắn. Còn không quan trọng anh em bắt đầu từ một người, hai người, không có xu nào hay là như nào, không quan trọng. Đó là điều mà tôi học được. Anh chị em ơi, sự sức dầu nó quyết định tất cả. Và tôi nói anh chị em, Đức Chúa Trời ngày hôm nay, Ngài đang đi tìm và lập những người đó cho vương quốc của Ngài, để đất này, cả trái đất này được biết về một Đức Chúa Trời hằng sống và có quyền phép để cứu mọi người. Nếu mình không có sự sức dầu, thiên hạ không ai thấy Chúa đâu cả. Nói thiệt với anh chị em thế. Anh em giảng hay đúng không? Các tôn giáo khác giảng còn té ghế luôn. Giảng té ghế luôn. Anh em kiêng ăn nhiều đúng không? Hồi giáo kiêng ăn 5 lần một ngày, lại không?
Cho nên mình đừng có lấy những cái hoạt động tôn giáo của mình mà vỗ ngực xưng tên rồi tự hào. Quên nó đi. Chúng ta hơn những tôn giáo khác ở chỗ là chúng ta được sức giàu từ nơi Đấng Thánh. Các tôn giáo khác không có điều này. Cho nên làm sao để tin lành của Chúa được trỗi lên giữa thế giới này, giữa hàng ngàn những tôn giáo đang bao vây lừa dối con người? Câu trả lời là anh em phải được sức giàu. Amen không ạ? Khát khao được sức giàu không anh chị em? Wow, tôi cũng khát khao. Tôi biết chìa khóa nó nằm ở đó. Chìa khóa của mọi chức vụ nó nằm ở đó. Anh em được sức giàu là coi cũng có thể là về đắp chăn ngủ ngon lành rồi đấy. Khỏi phải lo phiền gì, khỏi phải bôn ba, khỏi phải lo lắng. Con phải làm gì? Không, sự sức giàu sẽ chỉ cho anh em tất cả. Chút nữa mình sẽ cầu nguyện, amen ha. Bây giờ thì mình nói một chút về cái điều này rồi mình sẽ cầu nguyện. Giờ câu hỏi nè. Theo anh em nghĩ, một người có thể đánh mất sự sức giàu không? Amen. Tôi cũng tin như vậy. Kể cả sự sức giàu làm con cũng bị đánh mất. Có một số người nói rằng, tôi là tin Chúa rồi, chắc chắn tôi lên thiên đàng rồi, tôi không bao giờ mất đâu. Đừng để bị lừa dối. Tôi nói nếu như anh chị em nghĩ như vậy á, thì cả Kinh Thánh Tân Ước á, không cần 27 sách, cần đúng một câu thôi. Tin Chúa đây được cứu. Rồi sao? Cần gì viết quá nhiều. Viết chi mà đủ thứ thư từ, rồi đủ các kiểu dặn dò, sống làm sao, tin Chúa làm sao, chúng ta phải ăn nói làm sao, tha thứ làm sao, đúng không anh chị em? Nếu mà sự cứu rỗi không bị đánh mất thì tôi nói với anh chị em và cả những anh chị em đang theo dõi trên live stream này, Tân Ước chỉ cần một câu thôi: tin Chúa Giêsu được cứu, chấm hết, xong. Rồi tin xong chúng ta ngồi phải rê, muốn làm gì làm, cuối cùng lên thiên đàng. Không đâu, đừng bị lừa dối. Sự sức giàu có thể bị đánh mất. Có thể bị đánh mất. Và hôm nay tôi muốn nói cho anh chị em vài thứ khiến cho sự sức giàu bị mất. Để làm gì vậy? Để chúng ta tránh. Tìm kiếm để được Chúa sức giàu đã khó rồi, đúng không chị? Mà giữ nó thì còn giống như thiên hạ nói, kiếm tiền đã khó rồi, giữ tiền còn nay được 1 tỷ, mai mất 2 tỷ, âm bén nó 1 tỷ, xong luôn. Không à, hôm nay được sức giàu, mai thậm chí là mất sự sức giàu mà còn âm luôn. Giống sau lơ vậy, sau lơ là âm luôn. Âm luôn là cuối đời đi tìm bà bóng để hỏi sự sức giàu của bà bóng, hỏi sự sức giàu của bà đồng cốt. Anh em nghĩ đi, đó không phải là âm là gì? Âm luôn. Và sau lâu đã chết thảm bởi có đánh mất sự sức giàu. Và ngày hôm nay tôi nghe phong phanh rằng có một số con cái của Chúa đi sang Campuchia với Thái Lan để nhờ thầy Pháp chữa bệnh cho mình. Tôi nghĩ đó là một điều hết sức tai hại. Không nên đồng đến điều đó. Cực kỳ thê thảm nha anh chị. Cực kỳ thê thảm. Anh trở lại với câu chuyện của Saul trong Samuel nhất chương 15. Từ câu 10 đến câu 29 á, chúng ta hãy điểm một số thứ để chúng ta học biết tại sao Saul là một vị vua đầu tiên được sức giàu, rồi cuối cùng ông lại đánh mất sự sức giàu mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Tại sao? Cái điều đầu tiên mà mình nhìn thấy ngay đó là sau khi ông được sức giàu, ông được trở thành một vị vua dũng mãnh và mọi người theo ông răm rắp. Tôi không nghĩ là do Saul có tài, hay là Saul ăn nói giỏi, hay là Saul có tài làm tướng gì đâu, không phải. Chính vì nhờ sự sức giàu mà cả dân Israel được Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm động đi theo ông như một người. Ông đi đến đâu là đám đông đi theo đó, tìm ông đến đó, chiến đấu cho ông, hy sinh cho ông, không tiếc mạng sống mình cho ông. Đó là nhờ sự sức giàu. Nhưng sau khi Saul đã được lên trên vị trí đó rồi, thì anh em thấy ha, cái đầu tiên, mà những cái việc đầu tiên mà Saul làm, đó là ông toàn là làm trái mạng lệnh của Chúa không à? Chúa nói một đường ông làm nẻo. Anh em thấy không ạ? Chúa nói một đường ông làm một nẻo. Ông Samuel bảo ông là dựng cái của lễ tế lễ đó, dựng lên hết đi, rồi chờ ông Samuel đến chúc phước thì mới được. Nhưng lòng ông tự kiêu, ông nghĩ rằng là Samuel là cái ông nào, giờ mình là vua rồi,
mình tự xưng mình làm thầy tế lễ luôn cũng được. Phải không ạ? Và ông lên ông làm điều đó. Và ngay khi ông làm điều đó, thì Đức Chúa Trời đã bắt đầu hối hận vì đã lập Sao-lơ. Anh em đọc có câu 10 ha. Bây giờ có lời Đức Giê-va phán cùng Samuel như thế này: Ta hối hận vì đã lập Sao-lơ làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu kêu cầu cùng Đức Chúa Trời trọn đêm. Samuel nhất có chương 15 câu 10 đến câu 11. Đúng không? Chúa nói là không làm theo lời ta. Anh chị em ơi, nếu hôm nay mình được sức giàu cho một chức vụ hay làm một việc quyền năng, điều đó không có nghĩa là anh chị em được phép bỏ qua lời của Chúa. Điều đó không có nghĩa là anh chị em được phép bỏ qua lời của Chúa. Anh chị em vẫn là đứa con nhỏ bé trước mặt Chúa, và Chúa nói gì anh chị em phải nghe theo. Amen ạ. Cho nên khi mình thấy mình bắt đầu làm được những cái công việc của Chúa, mình nghĩ rằng ồ, chắc Chúa du di cho mình. Mình là trường hợp ngoại lệ. Mấy đứa kia thì nó phải giữ lời Chúa, nhưng mà mình thì thôi, tham một tí cũng không sao. Nói dối một tí chắc Chúa cũng du di mà. Đúng không? Mình quan trọng mà. Anh chị em đừng để Satan lừa dối. Được không ạ? Đừng để Satan lừa dối. Tất cả chúng ta đều công bằng trước bản án của Đức Chúa Trời. Dù anh em được sức giàu hay không được sức giàu, phải làm theo lời Ngài. Đó là cái đầu tiên mình đánh mất. Cái thứ hai mà một người thường đánh mất sự sức giàu là như thế này, anh chị em hãy chú ý nghe lời tôi nói nè. Là sau khi mình được sức giàu rồi á, thấy mình to lớn và quan trọng quá. Thường là có tâm lý đó anh chị em ạ. Thường là tâm lý. Khi mình chưa được sức giàu, thấy mình bình thường, ô hòa đồng với tất cả anh em, bá vai ôm cổ đi chơi đồ thoải mái nói chuyện này. Khi được sức giàu rồi, tránh xa tôi ra, tôi bây giờ thánh á. Ô, cái này là có thể bị lừa dối đó anh chị em. Có thể đấy. Và tôi nói khi mình sống trong điều đó, bắt đầu sự sức giàu tuột mất. Bằng chứng này, anh em đọc câu 17 xem ạ. Samuel nói rằng, lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Đức Giê-hô-va há chẳng sức giàu cho ngươi làm vua của Israel ư? Khi Sau-lơ, ông cái ngày ông được cất nhắc làm vua đó, ông trốn ở trong cái hộp á. Và ông nói với Samuel rằng, ông Samuel ơi, ông đừng có lừa tôi. Tôi là ai mà được làm vua Israel? Tôi là con trai của một gia đình nhỏ nhất. Mà gia đình tôi là nhỏ nhất trong chi phái của tôi. Mà chi phái tôi là nhỏ nhất trong 12 chi phái Israel. Tôi là ai mà ông lại lừa tôi là tôi làm vua? Rõ ràng là Sau-lơ thấy mình sao anh chị em? Nhỏ bé khiêm nhường. Và chính như vậy ông được sức giàu. Có đúng không ạ? Chính vậy ông được sức giàu. Nhưng khi ông được sức giàu rồi thì ông thấy sao ạ? Bây giờ mình to quá. Thậm chí cái ngày ông đánh trận xong rồi á, đánh dân Amalek xong rồi, đánh dân gì đó, ông lập luôn cái bia để tưởng niệm danh của mình. Lập bia, không ạ? Ông tổng thống vậy đó, lập bia để khắc tên mình lên, đời đời ghi nhớ Sau-lơ, đời đời, ông đời đời ghi nhớ công ơn thế này nọ, vân 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 vân. Cha mà làm gì có chuyện đời đời? 70 năm là cùng chứ gì mà đời đời? Anh chị em, cho nên ở đây khi mình thấy mình quan trọng to lớn, khi mình thấy mình đặc biệt là lúc mình đánh mất sự sức giàu. Anh chị em à, hãy sống giản dị thôi. Khiêm tốn thôi, bình thường. Hãy nhớ rằng sự sức giàu như cái áo vậy đó, nó là cái áo. Ví dụ như anh em thấy tôi đang ăn mặc đẹp như thế này đúng không? Nhưng bây giờ tôi cởi cái áo này ra, phải bình thường. Rút cà ravat xịn này ra bình thường. Nhưng mà mặc vô thì thấy nó khác khác tí. Thì tôi nói cho em, sự sức giàu là chiếc áo thôi. Vì có nhiệm vụ, vì có công việc, Chúa trùm cái chiếc áo đó lên cho mình. Anh em hiểu không ạ? Rồi khi xuống khỏi bục giảng đoàn, Ngài nói lọt lại trả cho ta, về nhà thành người bình thường. Có đúng không ạ? Cho nên tôi nhớ ông tiên tri T.B. Joshua, ông hay dạy chỗ này rất là hay. Ông nói khi tôi đứng trên bục giảng á, tôi là tiên tri T.B. Joshua. Nhưng khi tôi về nhà đó, tôi là ông Joshua, Mr. Joshua. Hết sức giàu tiên tri rồi, bỏ chữ tiên tri ra. Cho nên sự sức giàu chỉ là cái áo thôi. Đừng thấy mình to lớn vì mặc một chiếc áo, được không ạ? Mà quan trọng cái bản chất của mình mới đánh giá chính mình. Hãy khiêm nhường để tiếp tục được ơn. Amen chị em. Rồi, điều thứ tư. Điều thứ tư của một người được sức giàu mà hay bị đánh mất sự sức giàu, đó là người ấy bắt đầu
quan tâm và tranh giành lợi lộc những lợi ích thuộc về đất. Lúc chưa xuất giàu chả có cái gì cả. Không ạ? Lúc được xuất giàu rồi á, ô xa, người này dân đất, người này dân nhà, người này dân xe, người này dân tiền, bắt đầu xông vô giành. Nói vậy nó hơi thô thiển tí, nhưng mà thực tế có không chị em? Có chứ. Kinh Thánh chép mà, tôi đọc cho anh chị em nghe nha. Câu 18-19. Vả Đức Giê-hô-va đã sai ngươi, đây là lời nói cho Sau-lơ đó. Vả Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng, hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp mà làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Cái bản dịch phổ thông dịch chỗ này rất là hay. Cớ sao ngươi xông vào tranh giành lợi chiến lợi phẩm mà phạm tội cùng Đức Giê-hô-va? Anh em nhớ câu chuyện của Sau-lơ. Sau-lơ dẫn quân đi đánh Amalek. Ông đánh xong, ông bắt được vua Amalek xong, bắt đầu ông giành hết những con chiên bò mập béo, ông nói đem hết lại đây cho ta để ta làm của lễ cho Đức Giê-hô-va. Thực tế mà nói không phải vậy đâu. Ông đang tranh giành chiến lợi phẩm. Ông đang tranh giành chiến lợi phẩm. Ông là người được xuất giàu, nhưng ông nghĩ về trâu bò chiên dê. Ông nghĩ về vòng vàng vòng bạc của kẻ thù. Ông nghĩ về của cải mà ông kiếm được. Anh chị em ơi, những người được sức giàu mà lại để tấm lòng mình vào những thứ này, chả mấy cháu anh chị em thấy chả còn giàu đâu mà sức. Chỉ còn lại đất nhà xe với vàng với tài khoản ngân hàng thôi. Lúc đầu thì còn ma quỷ bỏ chạy phải không ạ? Sau khi nhà cửa xe vàng bạc là nhiều lên là mình chạy khỏi ma quỷ. Ồ, đó là sự thật. Cho nên một trong những cái mà có thể khiến cho người được sức giàu đánh mất sự sức giàu, đó là tham lợi. Tham lợi. Cái này là miếng mồi cực kỳ béo của Satan. Satan nó móc vô cái lưỡi câu nó thả một phát, rồi những người được sức giàu đớp 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 và nó kéo lên bờ hết. Tất cả đều sa bài hết. Anh em thấy ha. Và vua Sau-lơ, cái ngày mà Samuel phán lời này cho ông cũng là ngày quyết định số phận của ông. Cái ngày này là ngày mà Đức Giê-hô-va nói rằng ta đã bỏ ngươi. Và Sau-lơ đã phải quỳ xuống trước Samuel và nói rằng xin ông đừng bỏ tôi. Ông hãy quay lại cùng tôi đi thì tôi sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Samuel nói rằng hãy đem vua Amalek đến và những sản vật đến. Thì ông những cái đồ đã đến để cho Samuel xử lý theo ý Chúa. Và Samuel lúc đó quay mặt đi thì ông nắm cái áo tròn của Samuel và áo tròn bị xé làm đôi. Anh em nhớ chi tiết đó. Và Samuel nói rằng này Đức Giê-hô-va phán, kể từ hôm nay ta sẽ xé nước ngươi ra làm đôi để ban cho người xứng đáng hơn người. Chấm dứt. Anh em thấy không ạ? Tấm lòng tham lợi để bội nghịch lời của Chúa đã khiến cho Sau-lơ vĩnh viễn mất sự sức giàu. Tôi nhớ lời tiên tri TB Joshua nói, tôi kể lại anh chị em nghe. Ông nói như thế này. Trong suốt cuộc đời chức vụ của ông thấy có một thứ ngăn trở sự sức giàu của Đức Chúa Trời mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Anh em biết ông nói điều gì không? Ông nói đó là tiền. Tiền. Tiền bạc là thứ ngăn trở sự sức giàu. Và tôi nhớ ông kể câu chuyện đó trong một cái kỳ đại hội. Mãi kỳ đại hội này, kỳ đại hội mời ông đó, người ta đã bán vé cho người bệnh đến để có chỗ ngồi tốt nhất. Ai muốn ngồi trước này 2.000, ngồi sau 1.000, sau nữa 900, bán vé để được chữa lành. Anh chị em thử nghĩ đi, Đức Chúa Trời có chấp nhận sự đó trong vương quốc của Ngài không? Chắc chắn là không. Chúa nói cho những người được sức giàu rằng các ngươi nhận không thì phải cho không. Và ông nói rằng, ông nói với đại hội đó, ông nói là nếu anh em thiếu tiền, hãy nói với tôi. Thông thường ở các đại hội tôi sẽ chi 50% cho chi phí đại hội. Ông chi tiền để ông giảng phúc âm cho người khác, chứ không phải là ông tụ tập đám đông để ông lấy tiền. Anh em thấy không ạ? Và ông nói một trong những thứ ngăn trở lớn nhất của đời sống chức vụ ông và sự sức giàu đó là chuyện tiền bạc. Tham lam. Tham lam tiền bạc đánh mất sự sức giàu. Cho nên anh chị em yêu quý ơi, những ai chuẩn bị bước vào chức vụ, những ai muốn được sức giàu, anh chị em à, Chúa sẽ nuôi anh chị em suốt đời, không có thiếu đâu. Đừng có tham được không ạ? Tôi nói anh chị em rằng là người sự được sức giàu không bao giờ chết đói.
100% luôn, không chết đói đâu. Còn chuyện giàu có không mà tao không dám hứa, nhưng mà đói là không chết. Được không? Đói không chết. Nếu anh em ở một mình, ở một cái khe nào đó, thì quả sẽ đem thịt đến nuôi anh chị em. Người sức giàu sẽ không chết vì đói. Còn giàu có thì tao không biết. Tao không dám hứa, vì Chúa không có hứa. Phải không ạ? Chúa không có hứa. Cho nên, đừng có tham lam, được không anh chị em? Đừng tham lam. Đừng giảng đạo vì tiền. Đừng chữa lành vì tiền. Đừng giải cứu vì tiền. Đừng phục vụ Chúa vì tiền. Được không ạ? Đó là cách để chúng ta giữ sự sức giàu. Và cái cuối cùng, tôi muốn chia sẻ vì có thời gian anh chị em. Một trong những thứ nữa mà tôi chia sẻ qua câu chuyện này để đánh mất sự sức giàu, đó là tâm lý sợ con người hơn sợ Chúa. Sợ con người hơn sợ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sống giữa cái xã hội này. Khi anh em được sức giàu, anh em làm chức vụ, anh em thử đi, sẽ có những áp lực nhất định, sẽ có những tiếng nói nhất định, sẽ có những điều này, điều kia. Mà nhất là khi anh em ở trong những tổ chức chẳng hạn đi, anh em sẽ bị ép làm những thứ mà anh em biết rằng nó không đúng ý Chúa. Có chứ, phải không ạ? Và ngay lúc đó sẽ có một cuộc chiến cân não cho anh chị em. Có thể anh chị em sẽ nằm suốt đêm không ngủ được vì không biết ngày mai mình nên vâng theo Chúa hay vâng theo ý con người. Vâng theo Chúa thì họ cắt đứt tất cả tiền lương, tất cả mọi thứ của tôi, không cho tôi làm bất cứ thứ gì. Còn vâng theo con người thì mọi sự ok. Rồi, chọn đi. Và trong sự chọn lựa đó, đôi khi không khéo, mình sẽ đánh mất tất cả ân điển của thiên đàng. Trong câu chuyện của Saul, anh em đọc câu 24 sẽ thấy. Saul đáp cùng Samuel rằng, tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Anh em để ý cái câu ha. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bối cảnh câu chuyện này là gì? Saul nhận mạng lệnh từ Đức Chúa Trời qua Samuel rằng, hãy diệt dân Amalek và diệt cho bằng sạch trâu bò chiên nhà cửa, trai gái lớn bé, giết sạch đi, không để một thứ gì hết. Rồi Saul vâng mạng lệnh đó, dẫn đoàn quân tiến vào vua Amalek. Sau khi bắt được vua Amalek, đánh tan tác quân thù, thì bắt đầu đến cái bước quyết định. Thì dân sự nó nói với ông vua là, ông vua Saul ơi, những con chiên béo tốt này mà ông chém bỏ thì tiếc quá, không được, con không cho phép ông làm điều đó. Đây là công sức lao động của chúng tôi, chúng tôi cầm gươm theo ông cũng phải được hưởng lợi một chút chứ, ông không được phép để đó cho chúng tôi. Và cuối cùng Saul tranh đấu giữa cái sự nghe lời Chúa hay là nghe đám đông, và tiếng nói của đám đông đã thắng. Ông nói nè, tôi sợ dân sự. Ông sợ điều gì đấy anh chị em? Ông sợ dân sự nổi loạn chống lại ông à? Không. Ông sợ dân sự ám sát ông à? Không. Ông sợ dân sự không còn theo ông nữa. Ông sợ đám đông không theo ông nữa. Khi anh em giảng phúc âm, có thể anh em giảng về tội lỗi, anh em giảng về điều này điều kia, anh em có thể sợ doanh nhân nó bỏ đi hết, đói lấy tiền dân hiến đâu xây hội thánh. Anh em giảng về chuyện là phải chân thật, thuế má đừng có lương lẹo, làm ăn phải trung tín. Rồi doanh nhân nó đụng chạm đi hết, ai dân tiền. Giống như ngày xưa, khi tôi dự một hội nghị các mục sư phải không ạ? Thì cái người chủ hội nghị này đứng lên nói, anh em, anh phải giảng thế này nè, để mình thánh hóa dân sự cho Đức Chúa Trời. Thì có một vị mục sư đứng lên nói, nhưng mà thưa vị chủ tọa, nếu mà tôi giảng như thế, những người có thế lực, những người có tiền của, họ bị đụng chạm họ đi hết, thì ai dâng tiền để trả lương cho tôi? Anh em nghe nó đau xót không? Đau xót. Và bằng cách đó anh chị em ơi, lẽ thật không được giảng trong hội thánh, lẽ thật không được nói trên miệng của người đầy tớ Đức Chúa Trời, thì sự sức giàu làm sao còn anh chị em? Chúa sức giàu để chúng ta nói điều gì? Nói lẽ thật. Chúa sức giàu để chúng ta nói ý của Đức Chúa Trời cơ mà. Đâu có phải nói được vuốt ve đám đông đâu. Giả dụ bây giờ hội thánh có 100 người mà 95 người đồng tính thì anh em giảng thế nào? Anh em giảng, ô Chúa chấp nhận đồng tính, anh em ok đi,
đến đây vui thỏa Chúa yêu thương ấy mà, lên thiên đàng hết. Cuối cùng lên thiên đàng hết thì nó kéo thêm 95 đồng tính nữa đến. Hội thánh nhân đôi, hội thánh phát triển, có đúng không ạ? Nhưng sự sức giàu thì sao anh chị em? Mất mất. Cuối cùng chúng ta, quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Thật, xin cảm ơn. Thì chúng ta hội thánh còn lại 5 người. Nhưng 5 người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời. 5 người đó sẽ biến đổi thế giới, amen chứ. Cho nên không nên sợ loài người mà bể công lời của Chúa. Không nên sợ loài người mà trái mạng lệnh của Chúa. Đó là cách chúng ta giữ sự sức giàu. Còn nếu chúng ta chiều chuộng vuốt ve đám đông mà trái nghịch lời của Chúa, hẹn cho em à, chúng ta sẽ mau chóng thấy thôi, lời của mình không còn sắc bén nữa. Mình cầu nguyện không còn, Đức Chúa Trời không còn lắng nghe nữa. Đó là điều tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Dĩ nhiên còn mấy mục nữa nhưng mà thời gian chúng ta hết rồi. Cho nên thôi mình ngừng ở đây để mình cầu nguyện để được sức giàu được không chứ? Anh em có muốn? Cảm ơn Chúa. Anh em có muốn được sức giàu hôm nay không? Và anh em có hứa với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ giữ sự sức giàu không? Rõ ràng, tôi và bạn cho em cần sự sức giàu. Và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đồng đến tấm lòng chúng ta khi chúng ta hiểu biết và dám sống cho lẽ thật của Ngài. Chúa cần những con người như vậy anh chị em ạ. Những con người đứng về phía Ngài, bất chấp đám đông, bất chấp những tiếng nói nghịch lại cùng lẽ thật, bất chấp mọi thế lực nào đó dù quyền thế giàu có nhằm bể công lẽ thật để khiến chúng ta đi sai đường lối của Chúa. Chúng ta bất chấp, không cần. Chúng ta không cần. Chúng ta chỉ cần Đức Chúa Trời đứng cùng mình là được. Amen chứ. Tôi thích những con người đó. Và tôi nghĩ Đức Chúa Trời cũng thích những con người đó. Không ạ? Chỉ cần Chúa đứng cùng mình và đứng trong Chúa. Tôi tin. Tôi tin buổi sáng hôm nay Chúa sẽ làm những điều đặc biệt trong tấm lòng của anh chị em ngồi đây. Tôi cảm nhận trong tâm linh tôi rằng có rất nhiều anh chị em đang ngồi đây không dưới hàng chục hàng trăm lần nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy sức giàu cho con. Tôi tin có những người đang ngồi ở đây một cách chân thành. Và Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Hãy nhìn thấy. Tôi nhắc lại, sự sức giàu là độc quyền của Chúa. Độc quyền của Ngài. Chúa có thể sai Samuel sức giàu cho Saul, cho David. Nhưng đó là ý của Ngài chứ không phải ý riêng của Samuel. Amen. Tôi có thể chạm đến anh em. Nhưng anh em được sức giàu hay không là Chúa quyết định. Chứ không phải tôi. Nếu tôi quyết định tôi sức cho cả thế giới này rồi. Nó khổ là Chúa quyết định. Không ạ? Cho nên là chịu thôi. Chúng ta chỉ cầu nguyện và tin thôi. Đúng không anh em tin không? Anh em tin rằng hôm nay Chúa sẽ chạm đời sống mình không? Chúa sẽ sức giàu cho mình không? Mình sẽ kết quả trong vương quốc của Ngài không? Có kinh nghiệm, chính sự sức giàu làm cho đời sống hầu việc Chúa của mình kết quả. Mình làm ít mà mình được nhiều anh chị em ạ. Tôi thấy tôi có làm gì đâu. Không ạ? Đã làm gì cả. Nhưng có đó. Nhưng mà ít thôi. Ít ít. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng để giúp đỡ và khích lệ rất nhiều người. Không không ạ? Ít thôi. Không ạ? Đâu có nhiều. Nhưng mà đó, anh em hãy thấy đi. Chính sự sức giàu nó giúp cho chúng ta bay cao và làm nhiều việc hơn khả năng của mình có. Nào chúng ta hãy đồng đứng ha. Đồng đứng nào. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.